Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại Quyền Lê Vung đến nhà vườn của chị Bích Nhung nha. Sẽ có một số cây kiểng bonsai rất là nhiều loại cây thành phẩm ha, giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha, miễn phí ship quý anh chị em. Rồi em chào chị. Mến chào quý cô chú và anh chị trở lại kênh Pháp Thái TV. Chị Nhung gửi lời chúc sức khỏe đến quý cô chú và anh chị mình ha. Rất cảm ơn quý cô chú anh chị luôn tin tưởng nhà vườn của Bích Nhung và ủng hộ nhà vườn của Bích Nhung. Số điện thoại bên nhà vườn của em là 0334270232, đó cũng là một số Zalo. Trong quá trình quay á, mình không có rõ nét thì quý cô chú mình liên hệ qua Zalo, Nhung sẽ gửi thêm hình ảnh để mình tham khảo nha quý cô chú anh chị. Hôm nay Nhung cũng có một số mặt hàng ha, sa mời, cây ăn trái, khế này nọ cũng nhiều hơn mặt hàng quý cô chú ơi. Nay em cũng có hồng ngọc mai. Rồi đầu tiên là một cây trang vàng xưa. Trang thái vàng. Hôm nay em bị hơi bị dấp nha quý cô chú anh chị. Này vàng thái vàng xưa nha quý cô chú. Cây thì cũng khá là già, phơm mịn ha. Cây cũng đã được ép chậu và thuần chậu ha. Chiều cao của cây mình là được 24. Tán ngang như thế này là được 32. Thì khá là già nha quý cô chú anh chị. Quanh ở vị trí này em đo như thế này là được 28 nha. 29 luôn quý cô chú ơi. 29. Xích xuống đây nở một chút xíu là được 32. Mã số 1B, hôm nay em có ký hiệu là 1B nha, để cho quý cô chú mình xem và không nhầm lẫn những cái ngày của cái cây ha quý cô chú anh chị. 1B, em xin giao lưu với quý cô chú mình là 1.500.000 đồng. Em sẽ bao phí chọn bộ cho mình là bay đi cây đi cả chậu nha quý cô chú anh chị. 1.500.000 đồng cho mã số 1B, cây trang thái vàng ha. Cây xương tàn ấm mình nha quý cô chú. Tiếp theo mã số 2B. 2B cũng là một cây thái vàng luôn nha quý cô chú. Cây này mình về là mình chỉ cần để vậy là mình ngắm thôi quý cô chú ơi. Cây này ba cốt tam tài quý chị em. 4 cốt. Tứ quý ha. Chiều cao của cây là được 25. Tán ngang của cây là được 37. Cái này thì em sẽ đo như thế này cho mình nha quý cô chú anh chị. Tổng một cái cụm như thế này là được 34. Cây là khá dài. Cây này chơi được hai mặt tiền đó chị. Mặt tiền bên này thì giấu cốt ha. Bên này thì lên tứ quý nè. Bên này thì được 3 cốt, bên kia thì được 4 cốt ha. Rồi mã số 2B này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 1.600.000 đồng. Em sẽ bao phí vận chuyển, bao luôn cả chậu cho mình nha quý cô chú anh chị. Những cái cây gì là mình chỉ cần về để ngắm thôi quý cô chú ơi. 1.600.000 đồng cho mã số 2B là cây trang vàng ha. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là một cây thái đỏ nha. Chiều cao của cây là được 24. Tán ngang như thế này em đo là được 25. Quỳnh thẳng là em tính 15 quý cô chú ơi. 15. Rồi mã số 3 này em xin giao lưu quý cô chú mình là 250.000. 250.000 cho mã số 23B. Cây thái đỏ. Tiếp theo mã số 4. Số 4 cũng là một cây thái đỏ luôn ha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là được 28. Tán ngang là được 34. Quành của cây là được 10 ha. Này mình còn khai thác xuống được nữa nha quý cô chú. Mã số 4B thì em xin giao lưu quý cô chú mình là 250.000. 250.000 em sẽ bao phí vận chuyển luôn ha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 5B. 5B là cũng là một cây thái đỏ luôn. Cây này cũ đế đặt của chị em chưa xịt nè. Chiều cao của cây là được 20. Tán ngang là được 24. Cây này xịt rửa đế nó rất là đẹp luôn chị em. Cây này khá to. Quành em đo như thế này là được 21 nha. Xích lên trên này là được 18 nha quý cô chú anh chị. Eo nhỏ trên này là được 18. Rồi mã số 5B này em xin giao lưu quý cô chú mình vẫn là 250.000. 250.000 em sẽ bao phí vận chuyển ha. Tiếp theo mã số 6 là một cây tím than nha quý cô chú anh chị. Một cây sam tím than. Màu tím nó thì rất đậm nha. Hàng này hàng mini. Chiều cao của cây là được 27. Tán ngang của cây là được 32. Quành này cây này là một cốt hai thân nha. Em đo tổng hai thân của cây là được 12 nha quý cô chú anh chị. Cây thì được ép chậu chỉnh chu rồi ha. Mã số 6B này em xin giao lưu quý cô chú mình là 350.000. 350.000 em sẽ bao phí vận chuyển là cây đi luôn cả chậu cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 7B cũng là một cây tím than luôn. Cây có một cái tông cao nha.
cái dòng tím thang này thì nó rất là lâu lớn nha quý cô chú anh chị, rất là chậm lớn ha. Chiều cao của cây này là được 52, tán ngang của cây này là được 35, hoành thân của cây là được 8 nha quý cô chú anh chị. Thân thì lắc lượng ha, co lắc khá là có duyên. Rồi mã số 7B này em xin giao lưu quý cô chú mình là 600.000. 600.000 em sẽ bao phí vận chuyển, bao luôn cả chậu cho mình nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 8B là một cây sam siêu hoa. Cây trực lắc có cành rơi quý anh chị em. Chiều cao của cây này là được 48. Tán ngang em đo như thế này là được 29. Cái tán ngang như thế này là em đo là được 54. Bông khá là thơm nha quý cô chú. Hoành ở vị trí này em đo là được 20 nha quý cô chú anh chị. Hoành thân là được 20 ha. Tổng bệ đế của cây là được 35. Cây có bệ đế khá có duyên nha. Cái này mình em phân chia ra luôn nha quý cô chú. Phân chia. Rồi mã số 8B này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 600.000, em sẽ bao phí vận chuyển, bao luôn cả chậu nha. 600.000 cho mã số 8B là cây sam siêu hoa. Tiếp theo mã số 9B. 9B là một cây sam 86 nha. Có một cái cành bay nha. Đổ xuống. Chiều cao cây này là được 40. Tán ngang như thế này em đo là được 25. Tổng cây tán như thế này em đo là được 62. Hoành thân trên vị trí này là được 13. Xích xuống đây xíu em đo là được 18 nha quý cô chú. 18 ha. Rồi mã số 9B này em xin giao lưu quý cô chú mình là 600.000. 600.000 cho mã số 9B cây sam 86 nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 10B. Mã số 10B cũng là một cây sam 86 ha. Chiều cao của cây này là được 32. Tán ngang của cây là được 24. Tổng cái tán như thế này là được 45. Hoành thân em đo ở trên eo nhỏ này là được 14. Xích xuống đây em đo là được 22 nha quý cô chú anh chị. 22 ha, củ nở. Mã số 10B này em xin giao lưu quý cô chú mình là 600.000. Em sẽ bao phí ship và bao luôn cả chậu cho mình nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 11B là một cây sam 86 luôn. Chiều cao của cây là được 35. Tán ngang của cây là được 24. Tổng cây tán như thế này em đo là được 49. Hoành của cây ở vị trí này là được 16. Xích xuống đây củ nở là được 23. Rồi mã số 11B này em xin giao lưu quý cô chú mình vẫn là 600.000. 600.000 em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha quý cô chú anh chị. Cây đi luôn cả chậu cho mình nha. Tiếp theo mã số 12B là một cây me chua. Cây có cái tầng cành. Cây me này á, thì mình có thể mình ăn lá được nha quý cô chú. Mình cũng có thể nấu canh chua với lá me cũng được nha. Cò lắc anh chị em. Chiều cao của cây này được 45. Tán ngang của cây là được 31. Tổng cái tán như thế này em đo là được 70. Hoành thân em đo trên đây là được 23. Xích xuống cái củ nở dưới đây là được 40. Mã số 12B này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng em sẽ rút chậu bó bầu đóng thùng đi cho mình nha quý cô chú anh chị. 1.200.000 đồng cho mã số 12B là cây me chua. Tiếp theo mã số 13. Mã số 13 là một cây sam siêu hoa. Có một cái thân lắc lượng nha. Dán quyền quý anh chị em. Quyền chuyển ha. Chiều cao của cây là được 32. Tán ngang của cây là được 26. Tán xuống đây là được 43. Cái thân này nó lắc. Hoành thân ở vị trí này. Ừ dạ.
Bản thân ở vị trí này em đo là được 13 nha quý cô chú anh chị. 13. Rồi mã số 12B, 13B này em xin giao lưu với quý cô chú mình là cây sam siêu hoa là 600.000 đồng. 600.000 đồng em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 14 là một cây me chua. Đường thân co lắc quý anh chị em. Chiều cao của cây là được 44. Tán như thế này là được 37. Hoành thân là được 9 nha quý cô chú anh chị. Hoành thân được 9 ha. Hoành cũ của cây là được 36. Mã số 14B này em xin giao lưu quý cô chú mình là 500.000. 500.000 em sẽ bao phí vận chuyển là bao luôn cả chậu cho mình nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 15B là cũng là một cây me chua luôn. Cây này có cái dáng lộ xuống khá là đẹp ha. Khá là có duyên. Chiều cao của cây là được 31. Tán như thế này em đo là được 29. Hoành thân là được 12 nha quý cô chú anh chị. Hoành đế của cây là được 34. Được 34. Mã số 15B để em xin giao lưu quý cô chú mình là 600.000. 600.000 cho mã số 15B cây me chua nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 16B là một cây me chua luôn. Cây này thì được ôm một cái chậu tượng ha. Chiều cao của cây là được 31. Tán ngang như thế này là được 17. Tán xuống đây là được 36. Và ở vị trí này em đo là được 8 nha quý cô chú anh chị. Củ nở của cây là được 33. Rồi mã số 16B này em xin giao lưu quý cô chú mình là 600.000. 600, ủa xin lỗi, 700.000 nha quý cô chú. Mã số 16B này em xin giao lưu là 700.000. Tại vì cái này là cái chậu tượng này nó mắc nha. Nó mắc cho nên là quý cô cho em thêm 100k ha. Là 700k. 700k em xin bao phí vận chuyển cho mình nha quý cô chú. Tiếp theo mã số 17A, 17B. 17B là một cây me chua luôn. Cây này tông cao cành rớt ha. Thân thì lắc. Chiều cao của cây là được 52. Tán ngang của cây là được 27. Tổng cái tán như thế này em đo là được 43. Hoành thân ở vị trí này là được 15. Cái hoành cũ của cây là được 43. Rồi mã số 17B này em xin giao lưu quý cô chú mình là 700.000. 700.000 em sẽ bao phí vận chuyển là bao luôn cả chậu cho mình nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 18B là một cây hồng ngọc mai nha. Hoa thơm quý anh chị. Cây này đang cho lọc nha quý cô chú. Cho trái luôn. Đang cho lọc và cho trái. Trái chín đỏ rất đẹp à. Chiều cao của cây là được 39. Tán ngang của cây là được 35. Đế nồm cao à. Hoành ở trên đây là được 5 nha quý cô chú. Hoành đế là được 14. Đế sổ khá cao ha. Đế sổ của cây là được 26. Mã số 18B này em xin giao lưu là 250.000. 250.000 em sẽ bao phí vận chuyển cái trái hồng ngọc mai mình ăn được nha. Nó có vị ngọt thanh. Cây này thì kẹo búp quý anh chị. Tiếp theo mã số 19. Mã số 19 cũng là một cây hồng ngọc mai. Cây này đang cho lọc hoa rất là nhiều ha. Hồng ngọc mai nó khi nó hết hoa thì nó sẽ cho trái nha quý cô chú. Chiều cao của cây là được 50. Tán ngang là được 37. Hoành ở trên đây là 5 nha quý cô chú. Hoành thân là được 5. Hoành đế của cây là được 20. Đế số của cây là được 30. Mã số 19B này em xin giao lưu quý cô chú mình là 250.000. 250.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 20 là một cây khế chua nha. Cây này mình về mình có thể là mình ghép một cái ông thọ vĩnh vô đây được nha quý cô chú. Chiều cao của cây này là được 1m03.
hoành cổ của cây là được 8 nha. Hoành đế là được 29. Cái cành rớt xuống đây là được 32. Rồi mã số 20B này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 250.000. 250.000 sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha quý cô chú. Cây này về phối cái tượng ông Thọ cầm cây khế á, rất là hot cái trend đó quý anh chị em. Mã số 21B là một cây khế chua ghép khế Nhật nha. Cây đang cho lọc cho hoa nha quý cô chú anh chị. Cây này về là có trái liền luôn. Chiều cao của cây này là được 39. Tán ngang là được 34. Hoành cổ của cây là được 25. Hoành cũ là được 42, 41. Hoành cũ là được 41. Mã số 21B này em xin giao lưu quý cô chú mình là 700k. 700k em xin bao phí vận chuyển và bao luôn cả chậu cho mình nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 22 cũng là một cây khế chua ghép khế Nhật nha. Cây này nó cũng đang cho lọc đó quý cô chú. Để giống như con option anh chị em. Chiều cao của cây là được 45. Tán ngang của cây là được 40. Hoành cổ của cây là được 20. Hoành thân của hoành cũ của cây là được 47 nha quý cô chú anh chị. Mã số 22 này em xin giao lưu quý cô chú mình là 700k. 700.000 em sẽ bao phí vận chuyển và bao luôn cả chậu cho mình luôn ha quý cô chú. Cây này mình về mình chỉ cần để gì mình ngắm mình ra trái ăn thôi quý cô chú ơi. Tiếp theo mã số 23B là một cây khế gân nha. Cây này em do em cắt tàn lại thành ra nó mới ra cái phơm ha. Cây đang cho lọc nha quý cô chú. Cho lọc chuẩn bị ra trái nha. Nó ra bông là ra trái, dòng khế thì nó dễ. Chiều cao của cây này là được 63. Có cái gọng rất đẹp quý anh chị em. Đây nè, cây nó có một cái củ đế tròn vo dưới này ha. Hoành thân của cây là được 19 nha. Có một cái củ đế tròn. Rồi mã số 23B này em xin giao lưu quý cô chú mình là 300k. 300 ngàn em sẽ bao phí vận chuyển nha. Cây đi em rút chậu bó bầu nha quý cô chú anh chị. Chậu mũ này đi nó sẽ bị bể cho nên em không có ship bó bầu để bảo vệ cái cây trước. Tiếp theo mã số 24B là một cây hồng hường nha. Cây đang cho lọc cho hoa quý cô chú ơi. Đây. Kẹo hoa chân với chèm phơm tàn tròn đặc ha. Cây thì thường chậu sống khỏe nha. Chiều cao của cây này là được 90. Tán ngang của cây này là được 60, được 88. Hoành thân của cây là được 13. Thoát thân của cây là được 27. Mã số 28, ủa xin lỗi 24B. Em xin giao lưu quý cô chú mình là 300.000. 300.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 25B là một cây hồng hường luôn nha quý cô chú. Chiều cao của cây này là được 79. Tán ngang của cây là được 75. Hai cây này cặp quá anh chị em. Hoành của cây là được 13 nha quý cô chú. Cây khá là già ha, nứt da luôn. Thoát thân cây này là được 25. Mã số 25 này em xin giao lưu quý cô chú mình vẫn là 300.000. 300.000 em sẽ bao phí vận chuyển nha quý cô chú anh chị. Cây này em sẽ đi luôn cái chậu nhựa nha, chậu này chậu nhựa em sẽ đi luôn cho mình. Rồi mã số 25 này em cũng kết thúc clip hôm nay ha quý cô chú anh chị. Rất mong quý cô chú mình xem clip và ủng hộ nhà vườn. Có gì sơ suất thì quý cô chú mình cũng thương tình bỏ qua cho Nhung nha quý cô chú anh chị. Mến chào và hẹn gặp lại quý cô chú và anh chị ạ. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Nhung nha.